Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay chuẩn bị đóng cá để kể đi cho anh em nè. Nói chung á là mình đóng cá thì nó cũng không có được mình không có lấy cái kia mình đóng nha anh em. Mình không có lấy xếp nổ mình đóng, tại vì hôm trước mình cũng có đóng xếp nổ nhưng mà gửi đi nó cũng vẫn chết bình thường. Rồi mình thấy nó cũng hơi tốn hao chi phí một xíu nữa. Rồi bây giờ mình cũng gửi như thế này, nó cũng có chết nhưng mà nó chết cũng không có nhiều. Đó, rồi mình lấy cái tiền xếp nổ đó mình có thể bù qua bên cái tiền cá mà nó có bị vấn đề gì đó cho anh em. Vậy cho nó dễ chứ nếu mà làm cái kia nữa là tốn thêm nhiều đầu lắm anh em. Tại vì không phải là con cá mình đựng trong một cái bọc như thế này là mình gửi đi ít lắm, lâu lâu thì mới có một trường hợp là cá nó chết thôi. Lâu có chỉ một trường hợp là cá nó chết thôi nha anh em. Chứ không phải là lúc nào gửi đi cái cũng chết đâu, cái chết gì gửi đi là lỗ chết luôn á. Đó, bây giờ vợ mình thì đang vô bọc vô keo để cho hồi gửi đi cho khách rồi nè. Đó, bây giờ mấy con này thì đã lên hết rồi. Cái này là đơn trên Lazada nha nè. Đây là lên trên đơn trên Lazada. Và những cái đơn mà trên TikTok này kia thì nó cũng đang đóng ở đây. Một hồi mình có like TikTok nữa. Anh em nào có xem muốn xem TikTok, like TikTok thì cứ lên rồi xem nha. Còn mấy cái chỗ này là chỗ mà đang lên cá này nè, rất là nhiều chỗ lên cá luôn. Đó, cá này thì mình hiện tại là đang bán cái dòng Dumbo. Em bán cái dòng Dumbo này em, Dumbo tay voi, nhưng mà cái tay voi này thì nói chung là nó không bự bằng cái tay voi của con đuôi ngắn. Nó không bự bằng cái tay voi của đuôi ngắn nha anh em. Tay voi này tay voi đuôi dài nha. Đó, còn bán cá sim nè, cá phướng nè, nói chung là cá phướng thì nhiều. Còn cái dòng đuôi tưa thì mình có bán dòng đuôi tưa đấy nha. Lần này nhập gì dòng đuôi tưa hơi bị vip luôn á, hơi bị nhiều á. Đó, còn cá hi đồng thì đang ấy lên trên đó. Cái đồng hiện tại là nó đang không, nó gần hết mấy con xe lớn rồi anh em. Chuẩn bị thứ bảy, gần tới thứ bảy chủ nhật mình đi dặm nữa. Mình đi dặm rồi mình có thể kiếm chỗ mình bắt thêm. Đó, anh em nào có ấy thì cứ liên hệ cho mình. Có bán sĩ lại thì cứ liên hệ cho mình nha. Thì có gì thì cứ gửi cá cho mình coi và anh em mình trao đổi với nhau. Đó. Rồi ở đây thì đang đóng cá. Và một xíu nữa mình sẽ like TikTok nha anh em. Đó. Thì cũng nói quay sơ sơ cho anh em biết thôi. Đang đi kiếm phòng, đang đi kiếm nhà trọ anh em, đang đi kiếm cái nhà để mình thuê để mình mở ra một cái shop bán cá cảnh để cho anh em có thể, nếu mà anh em có ở gần á thì lại mình có thể lại mua cho nó dễ. Còn ở đây là mình đang ở trong phòng trọ cho nên có phòng nè. Anh em thấy không? Đây là trên một cái gác. Nó ở trên một cái gác thì nó bây giờ nó khá là nóng. Nó rất là nóng luôn nè. Mấy con cá mình sợ nó ảnh hưởng mấy con cá này nữa. Đó, cho nên là bây giờ mình cũng đi kiếm một cái chỗ để mình thuê để cho kiếm chỗ bán rộng rãi hơn á. Đó. Đó thì đóng cá thì nó chỉ đơn giản như vậy thế thôi. Anh em nhận cá của mình. Nếu mà cá có vấn đề chết hay gì đó mình bồi thường 100% cho anh em mà đâu có vấn đề gì đâu, phải không? Gửi cá đi bằng cái xếp nổ thì nó cũng vẫn bị chết. Nó vẫn bị chết, mình gửi nó vẫn bị chết chứ không phải là nó không bị chết. Nếu mà nó không bị chết thì mình vẫn gửi bên kia, mình không có lỗ rồi. Đó, mình không có phải chịu cái này rồi, nhưng mà do một số cái thành phần trong đó cho nên nó bị mới dẫn đến tình trạng mà cá chết nha anh em. Đó, thì kiểm tra đơn đàng hoàng rồi sẽ để vô. Có một đơn 6 con là tặng hai máy đấy anh em. Hồi giờ anh để 7 con. Còn đó không phải đâu, có 5 con à. 5 con tặng một máy, còn đó là để 7 con trống luôn á. 6 con, 6 con trống mà giờ để 7 con trống cho người ta luôn. Tại thấy mua trên này thì mua nó nhiều vậy đó. Với lại cá mình đang vô cái kiểu mà gần hết cá đẹp rồi nè, gần hết cá đẹp ly hi đồng á. Nó còn mấy con say hơi 20 không à. Người ta bắt cá bự thì không còn. Cho nên là phải đút mấy con cá mà vừa đẹp thôi. Rồi tặng thêm một con nữa. Đó, đáng lẽ cái đơn này cũng tặng hai con cá máy rồi đó, nhưng mà phải tặng thêm một con nữa anh em. Đó, rồi, bây giờ anh em nào có nhu cầu mua cá thì cứ liên hệ với mình. Đây là cái dòng đuôi tưa nè. Đây là cái dòng đuôi tưa. Anh em nào có thích thì cứ lên Zalo. Đúng, cứ kết bạn qua Zalo 0778 2821 để được sở hữu những bé này nha. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái chỗ đó và chuẩn bị một xíu nữa livestream nha anh em. Một xíu nữa livestream cho anh em xem. Và bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Bye bye.